Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nấu ăn của mình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các bạn một món ăn nữa cũng rất là ngon, đậm đà, đưa cơm và quen thuộc với mỗi bữa cơm gia đình của chúng ta, đó là món vịt kho gừng. Để thực hiện cái món ăn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là thịt vịt là 500g. Các bạn chặt nhỏ ra từng cái miếng vừa ăn nha các bạn. Đây là 500g. Đây là vịt nhà nuôi cho nên là các bạn nhìn thấy không, là cái phần mỡ nó rất là ít nha, thịt rất là nhiều luôn, rất là ngon. Rồi tiếp theo nữa đó là gừng. Gừng thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một củ, sau đó thì các bạn sẽ cạo sạch vỏ và các bạn sắc sợi, một ít tỏi băm và hành tím băm. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là một ít rượu trắng, thì một chút nữa mình sẽ đi khử mùi hôi của vịt đó các bạn. Tiếp theo là một ít ớt hiểm nha, và một ít hành lá. Và cuối cùng đó là các gia vị nêm nếm cần thiết khác, đó là đường, bột ngọt, muối, nước mắm và một ít tiêu xay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món vịt kho gừng này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ cho vịt vào một cái tô. Các bạn sẽ cho vào đây một ít thôi nha, một ít gừng và rượu trắng vào để chúng ta đi khử mùi hôi nè. Bây giờ các bạn sẽ mang bao tay vào và các bạn sẽ bóp để cho cái phần vịt của mình nó thấm rượu và gừng thì nó sẽ không có còn hôi nữa nha. Và bây giờ các bạn sẽ bóp đều cái phần thịt vịt này. Các bạn bóp khoảng chừng 1-2 phút rồi sau đó các bạn sẽ đi rửa sạch lại với nước nha. Sau khi đã rửa sạch với rượu trắng ha các bạn rửa sạch lại với nước thì các bạn sẽ cho vào một cái rổ để cho nó ráo nước nha các bạn, rồi mình mới đi ướp gia vị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ướp gia vị cho cái phần thịt vịt nha các bạn. Các bạn sẽ cho vào đây một nửa tỏi băm và một nửa hành tím băm, một ít gừng sắc sợi. Cho vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, và 2 muỗng canh nước mắm. Về cái phần nêm nếm thì các bạn có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị ăn của gia đình các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên. Mình cho vào đây thêm một ít tiêu xay nha. Rồi các bạn sẽ ướp thịt vịt trong khoảng thời gian là 15 phút nha các bạn, để cho nó thấm các gia vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi thắng nước màu cấp tốc nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn, và các bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh đường, một muỗng canh đường vung nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ thắng đến khi nào đường của mình nó chuyển sang màu caramel nha các bạn. Sau khi nước màu của mình nó đã vừa chuyển sang màu caramel như thế này thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần tỏi và hành tím băm vào. Các bạn nhớ là mức lửa nhỏ nhất nha. Bây giờ mình sẽ chờ cho tỏi và hành tím của mình nó thơm lên. Thì lúc đó mình sẽ cho cái phần thịt vịt mình đã ướp trước đó vào. Khi mình cho tỏi và hành tím vào thì bây giờ cái nước màu của mình nó sẽ đậm hơn một chút là vừa nha các bạn. Cái lúc thắng nước màu các bạn không nên để cho nó đen quá rồi các bạn mới cho cái phần tỏi và hành tím vào nha. Thì lúc đó nước màu của mình nó sẽ bị đen, không còn ngon nữa, màu không đẹp nữa. Rồi được rồi đó các bạn. Giờ mình cho thịt vịt vào nè, cho nó sủi lên một chút nữa nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho thịt vịt vào. Sau khi đã cho thịt vịt vào thì các bạn đảo cho nó săn lên, cho thịt vịt của mình nó săn lại. Thì bây giờ các bạn sẽ chỉnh với cái mức lửa lớn vừa.
mình sẽ chờ cho cái phần thịt vịt của mình nó sôi trở lại. Thịt vịt của mình nó đã sôi bùng trở lại thì bây giờ các bạn sẽ cho nước vào xâm xấp thịt vịt nha các bạn. Nước lọc đó các bạn. Các bạn cho vào xâm xấp thôi nha. Khoảng chừng 100ml nước đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn chờ cho nó sôi, cho nó sôi bùng trở lại nha. Thêm một lần nữa nha. Rồi các bạn mới chỉnh về cái mức lửa nhỏ vừa. Lúc này thịt vịt của mình nó đã sôi bùng trở lại thì bây giờ các bạn sẽ đảo sơ nè. Sau đó thì các bạn sẽ đậy nắp lại và các bạn sẽ chỉnh về cái mức lửa nhỏ vừa. Và các bạn sẽ kho trong khoảng thời gian là 20 phút. Rồi được khoảng 15 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở nắp ra. Và cái nước kho của mình nó cũng đã rút lại một nửa rồi đó các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ cho ớt vào nè. Các bạn ớt thì các bạn để nguyên trái nha. Các bạn thích cắt ra cũng được nếu mà các bạn ăn cay được đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần gừng sắc sợi còn lại vào luôn. Bây giờ các bạn sẽ không đậy nắp nữa, các bạn sẽ mở nắp, các bạn sẽ kho thêm 5 phút nữa nha. Màu rất là đẹp luôn các bạn. Rồi như vậy là trong khoảng thời gian 20 phút mình kho thì bây giờ thịt vịt của mình nó đã lên màu rất là đẹp và nước nó cũng đã gần cạn rồi. Thì chúng ta sẽ tắt bếp. Các bạn không nên là kho đến khi nào mà cái phần thịt của mình nó cạn hẳn luôn rồi các bạn mới tắt nha. Bởi vì nếu mà các bạn chờ cho nó cạn hẳn các bạn mới tắt á, thì khi mà cái phần thịt vịt kho của mình khi nó nguội lại á thì nó có thể là nó sẽ bị cháy khét luôn á. Cho nên là đây là các bạn thấy không, mình còn chừa lại một ít nước đây nè, một ít nước kho nè. Như vậy là được rồi. Bây giờ mình tắt bếp mà các bạn nhìn đi, nó vẫn còn sâu, tức là cái nhiệt độ á, nó vẫn giữ nhiệt rất là lâu nha. Rồi sau khi đã tắt bếp thì các bạn sẽ cho hành lá vào nè và một ít tiêu xay. Wow, món ăn của mình rất là thơm ngon luôn các bạn ơi. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong món vịt kho gừng rồi nha. Thì như vậy thì các bạn chỉ cần cho ra đĩa và mình thưởng thức, mình ăn kèm với cơm trắng rất là bắt cơm luôn. Vào những ngày se se lạnh mà các bạn mà ăn món này thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không nào. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món vịt kho gừng nha các bạn. Màu sắc rất là đẹp nha, rất là ngon luôn á các bạn ơi. Về sở thích cho hành lá thì các bạn có thể cho hoặc là không cho nha. Tùy nha, tùy nhà nha. Bởi vì có bạn thì không thích cho hành lá thì các bạn không cần cho vào cũng được. Rất là ngon luôn đó các bạn. Màu rất là đẹp nè. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công nha. Và nếu như các bạn yêu thích cái món vịt kho gừng này của mình thì các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và chúc cho các bạn sẽ có thêm một món ăn ngon như thế này nữa cho gia đình và bạn bè của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Bye bye.